là thần thánh phương nào? Thí lão tôn ta mà không chấp tới chào hỏi hả? Thiên đại thánh kia, thấy mộng ma ta đây còn không ma quỳ xuống xin tha, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, tôi bổn dương cho mi nếm mùi lợi hại. Để tôi ra đi. Mộng ma này quả nhiên lợi hại. Biết mùi lợi hại của bổn dương rồi phải không? Sợ hả? Kẻ nào dám nói ta sợ? Trái tim của mi vừa mới khen bổn dương thôi mà. Không ai biết lòng mình đang nghĩ cái gì. Quy mi là tề thiên đại thánh, nhưng trong giấc mơ dù có là ngọc hoàng đại đế ta cũng không sợ đâu. Thì đã con mộng yêu này đấy mà. Đừng nói nhiều, kẻ nào cản ta bắt Đường Tăng thì đi phải chết. Đại sư huynh, lấy ngoài mà sư huynh vẫn không tỉnh, hay là sư huynh lên cơn sốt? Thiên ngủ không có vẻ mệt mỏi lắm. Vậy tính sao hả sư phụ? Đại sư huynh, huynh có sao không? Tỉnh rồi, về tới rồi hả? Tới rồi. Gì mà về tới giờ lui, nãy giờ huynh nằm một đống ở đây mà. Nằm mớ thôi, thật không sao chịu nổi à. Ngủ không? Con mơ thấy gì? Sư phụ à, con bị mộng ma thâm nhập vào giấc ngủ. Suýt chút nữa con đấu không lại hắn rồi. Hắn hâm là sẽ bắt sư phụ á. Đại sư huynh à, huynh nằm mơ thôi mà. Trên đời này ai đánh lại sư huynh? Nhưng đây không phải là giấc mơ bình thường. Mộng ma này nó có thể xâm nhập vào giấc mơ của bất cứ ai. Vào những sinh vật đời thường á thì nó không làm nên trò trống gì. Không được rồi. Ta phải lập tức rời khỏi đây. Để cô đi mượn quạt. Đại sư huynh. Không mà sư huynh đi khỏi á thì mộng ma đến phá đệ thì sao đây? Vậy thì cứ ngủ. Ta đã nói ở trong cuộc sống bình thường nó không làm gì được mà. Nhớ là đệ đó, nhớ đó nghe. Để biết rồi, để có cách bảo vệ. Ủa không? Thôi đi sớm về sớm nha. Dạ. Không đầy một cây nha cô vậy. Ủa? Nhỏ này là ai mà sao thích chơi lửa vậy cả? À, thì ra là đứa con duy nhất của Ngưu Ma Dương và Thiết Phiến công chúa có tên là Hồng Hài Nhi. Hài Nhi à? Công chúa hả? Hài Nhi vừa đổ đúng con nãy giờ kìa. Công chúa. Chị Hài Nhi, đừng chút là con phun lửa, không ai làm phỏng chúng thì sao? Hôm trước mẹ cho con cái hồ lô chơi rồi, sao mới đây con chưa chán rồi sao? Con chưa chán đâu, con đốt cả đống người trên này chơi thích tiếng bồ. Con thật là nghịch hả? Sao trong hồ lô lại có tiếng lục đục gì? Con giúp ai ở trọng đó? Con nói cho mẹ biết đâu. Con càng ngày càng nghịch hả? Lỗi của tại cha con, suốt ngày si mê mấy con hồ ly tinh, bỏ bê vợ con, mặc chết hay là sống đó. Mẹ à, đừng có giận mà, mẹ cũng có con đây. Nè, mẹ càng giận thì bày hồ ly tinh càng được nước. Có con mới nói nha, nếu không lúc mẹ quay lưng con lại chạy sao mới đó với ổng. Không đâu, quá diệm thì thiếu gì chơi chơi. Ông công chúa, tài thiên đại tám đang đứng ngoài cổng xin gặp. Tôi ngủ không dí thăm, hãy mong mời giờ đi. Tôi ngủ không? Ngủ không là để kết nghĩa của mẹ và cha của con, đã là chỗ quen biết mấy trăm năm nay rồi. Tự nhận mình là tài thiên đại tám, hắn có tài cán gì chứ? Con hổn quá. Đại tổ ngủ không? Đó là không ghé thăm đại tổ. Trẻ hơn trước nhiều nghe, dáng người không khác trước đây. Đại ca đâu rồi? Đừng nhắc lẫn ngu đó nữa. Ủa? Hồng Hài Nhi, nhất định là Hồng Hài Nhi đây rồi. Bởi đó thôi đã lớn vậy rồi à. Hài Nhi à, hãy mau chờ ngủ không chút đi con. Kìa, lại dở chứng nữa phải không? Ngủ không à, để đừng buồn, nó bị lẫn ngu chiều miết mà hư. À, không sao, Hài Nhi tuổi còn nhỏ. À phải đại tổ à, hôm nay để đến đây là có chuyện nhờ đại tổ. Gặp khó khăn gì để cứ nói đi. Ngộ không phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát nhận trách nhiệm bảo vệ Đường Tâm lên đường tỉnh kinh. Chỉ tiếc là quả diệm sơn nóng như lửa đốt, sư phụ của đệ là người phàm tục không đủ sức chịu đựng. Ý muốn hỏi đại tổ cho mượn cây quạt ba tiêu để mà quạt tắt con lửa trên núi, xong rồi lập tức hoàn trả cho tổ. Không sao, tổ sẽ giúp đệ chuyện này. Đa tạ đại tổ. Thôi tổ vào trong lấy đi. Chờ tổ một chút. Ý, đại cứ tưởng như có thiết bản của đại mới biến nhỏ được thôi. Trăm nghe không bằng một thứ ha. Để hãy quạt tắt lửa trên quả diêm sơn. Được, đã tạo đại tổ. Khoan, nè kìa Hài Nhi, mau đưa cho Ngộ Không thúc thúc đi con. Thúc thúc còn phải lên đường nữa mà. Con đi.
Phải đồng ngoan đi, thứ tướng sẽ cho cháu vật khác cho đây. Ngươi tự phong cho mình là tề thiên đại thánh, thân thiên đụng thổ không gì cản trở được mà. Nếu có sẵn bản lãnh thì cứ tìm cách mà dập tắt ngọn lửa đi. Cần gì phải hỏi mẹ ta mượn quà.